Chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh của Hà Nam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một em nọc xì mang thương hiệu Mỹ ADC và có model là SS315 nhé, cho một anh khách ở bên huyện Phù Cử, Hưng Yên. Anh ấy đã đặt hàng em hôm Chủ nhật và đã chuyển khoản đủ cho bên em. Giá của sản phẩm này là có giá là 7 triệu anh em nhé, rẻ hơn 35x 1.200.000. Bên em sẽ hỗ trợ bao ship đến tận tay cho anh trong ngày hôm nay, cũng tặng kèm dây dắt. Thì trước khi đóng gói thì với tất cả các sản phẩm em gửi đến cho khách hàng ở các tỉnh thì em đều test lại một nữa, cũng như là quay góc cạnh và thử hết các cái tín hiệu gần này để cho anh em xem và nhận hàng. Và nếu như anh chị em nào mà đang có nhu cầu tìm nọc xì thương hiệu Mỹ ADC thì có thể liên hệ với em. Bên em đang có rất là sẵn các cái mã nhá, phân khúc từ rẻ đến cao đều có, từ SS100 đến 412X hoặc là SS3IC với những loại size lớn cấu hình khủng nhá, em đều có sẵn hàng. Giá dao động là từ 4.600.000 cho lọc xì Mỹ đến 13 triệu anh em nhá. Đấy, góc cạnh của em nó đây, máy gần như là mới nên là anh em không phải lo là xước hay là gì. Em nia máy đến khá là gần, anh em nhìn cự ly của em đặt máy nhá, đúng một ngón tay luôn. Đấy, nên anh em chú ý nhìn, máy rất là đẹp. Quay như này thì sẽ lộ được rõ những cái vết xước. Ở trên kênh của em thì có những cái vết xước thì em cũng đã chỉ rất là chi tiết rồi. Còn nội thất thì máy thì em bao zin bao nguyên bản cho anh em nhé. Tất cả các sản phẩm em bán ra đều bảo hành miễn phí 3 tháng trừ anh em cắm nhầm điện. Anh em lưu ý là máy Mỹ nếu như không phải hệ đa cầu điện thì sẽ chạy điện 120V. Anh em về nếu không có điện 120V thì cắm điện 110 cho em nhé, là sẽ chạy bình thường. Bây giờ thì em sẽ tiến hành em test các cái cần để cho anh em nhìn nhé. Em này thì có cái tính năng sôi xì để test cần. Đấy, rất là tiện để cho anh em sử dụng. Thì em sẽ test từng bên một. Đây, tăng cái volume đèn lên để cho anh em nhìn. Vì là khi mà bật các giải thì nó chỉ có một cần thôi, sẽ nó lên rất là thấp. Giải bát đấy, riêng cái giải 31.5 này sẽ có một số loa cũng như là một số thiết bị là không cảm nhận được cái tiếng trầm sâu nhá, nên anh em chú ý không để bảo là nó không có tác dụng, tất cả đều có tác dụng hết. Bên em đã test rất là kỹ trước khi là giới thiệu đến anh em, và sau khi hàng gửi đi thì bên em sẽ tiếp tục test lại một lần nữa. Đó, đầy đủ các cần và cũng không bị lẹt xẹt nhé. Mọi vấn đề về hỗ trợ bảo hành anh em cứ vui lòng gọi điện để em sẽ hỗ trợ cho anh em. Rất nhiều anh em mua hàng chuyển tiền thì được, nhưng mà khi mà xảy ra lỗi thì lại rất ngại chuyển hàng lại. Đấy, thì anh em sẽ tự ý đi mang đi cho thợ khác làm, sau đó không làm được lại vẫn phải gọi đến bên em để hỗ trợ. Thứ nhất là người ta không làm quen, không có đồ nhiều thì sẽ rất là khó khăn cho các anh em thợ ở các tỉnh mà không làm hàng bãi. Đấy, không có nhiều kinh nghiệm. Còn bên em thì thứ nhất là bên em có kỹ thuật chuyên sửa đồ cho anh em buôn audio và các anh em ở các tỉnh, nên là bên em sẽ đáp ứng được tất cả các cái tiêu chí để cho anh em cần hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là cách đấu lối nhá. Máy là rất đẹp, đèn nước đây là volume đèn nước này, anh em hiệu chỉnh theo ý thích của mình, lên cao thấp nhá. Hai nút này led right, đây là hai nút gọi đèn nước của hai kênh, anh em phải nhấn vào thì lúc đó thì mới lên. Còn đây là cổng, chọn cổng đầu vào, ba cổng đầu vào. Đấy, đây là đường xăng băng thì anh em bỏ qua cho em.
bỏ qua nút này, hai nút này cũng bỏ qua luôn, không cần quan tâm. Còn nút này là nút giữ cái đèn này, không được nháy vượt lên nữa này. Đấy. Nút này là nháy ở cao ở 30 decibel hoặc 20 decibel thì ấn nhẹ ra, anh em thấy sự lựa chọn nào thích hợp với mình thì mình có thể là sử dụng. Còn nút này nhấn qua quay hay không qua quay, tắt quay đi thì tất cả các led đầu cần này nó đều tắt nhé. Đấy. Vậy thôi. Ai cũng có nhu cầu liên hệ thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486 nhé. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.